Việt Nam Mobile giới thiệu gói roaming giá rẻ và gói data roaming không giới hạn. Theo đó, khi khách hàng du lịch hoặc công tác tại 8 nước kể trên đăng ký chuyển vùng quốc tế gói roaming Live Home sẽ được hưởng giá cước cực kỳ ưu đãi. Cụ thể là gọi số nước roaming chỉ 1.500 đồng trên phút, gọi số Việt Nam chỉ 2.000 đồng trên phút. Nhận cuộc gọi tại các quốc gia này sẽ chỉ mất 1.500 đồng trên phút, gửi SMS là 500 đồng trên SMS. Đặc biệt, cước phí sử dụng data chỉ 300 đồng trên MB với gói chuyển vùng quốc tế này. Khách hàng không phải đăng ký hay mất thêm bất kỳ khoản chi phí phát sinh nào. Đặc biệt, Vietnam Mobile là nhà mạng duy nhất cung cấp các gói cước data roaming không giới hạn dung lượng tại Hong Kong, Singapore, Mỹ, cụ thể như sau. Với bốn gói cước này, các bạn trẻ khi đi du lịch tại Mỹ, Singapore và Hong Kong đều có thể thoải mái sử dụng dung lượng data không giới hạn. Gói doam Like Home dành cho tất cả khách hàng trả chức của Vietnam Mobile mà không yêu cầu đăng ký. Thông tin chi tiết xem tại https trên trên Việt Nam Mobile, com.vnp.quang